Thưa quý vị, thời lượng tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với làm cha mẹ, nơi mà các bậc phụ huynh, những người làm cha làm mẹ chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ nhiều hơn những cái câu chuyện mà chúng ta đã có thể đã gặp phải trong quá trình đồng hành cùng với con, làm bạn với con, và cả là có những cái đường hướng để đưa cho con, giúp con có những những cái quá trình phát triển tốt nhất. Và có lẽ khi quay trở lại cùng với năm học, khi mà ngày tựu trường chúng ta đã có một ngày 5 tháng 9 với rất là nhiều những bạn nhỏ vui vẻ háo hức đến trường cũng có, rồi có một vài chiếc ngáp ngủ hay là ủi oải hay là níu chân bố mẹ rằng là con không muốn đi học đâu, thì chắc chắn Phương Thùy nghĩ rằng trong một vài gia đình thì cũng sẽ có. Khi mà các bố mẹ thì ngày nay khi mà các bố mẹ trẻ thì cũng sẽ mong muốn nhiều hơn ở con mình, sẽ mong muốn con có một cái sự chủ động trong học tập này, hay là mong muốn con sẽ bộc lộ rõ những cái thiên hướng của mình ngay từ sớm để cha mẹ có thể can thiệp sớm hay là định hướng sớm cho con. Thế nhưng có lẽ những cái câu chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến con trong việc là con có thực sự muốn chủ động cùng với việc học của mình hay không, hay là chính những cái thói quen sinh hoạt hàng ngày của con có thể chúng ta đã can thiệp một cách quá mức. Có lẽ cái câu chuyện mà em nghĩ rằng là con trẻ sẽ chủ động trong tất cả những cái hoạt động của mình thì em nghĩ rằng nó cũng sẽ thiên hướng một chút về mặt năng khiếu. Không biết là chị Quỳnh và chị Quyên có nghĩ như vậy không, bởi vì em thấy là các bạn nhỏ hiện nay so với lứa các bạn nhỏ của thời như chị em chúng ta, có thể là về điều kiện sống hay là những cái câu chuyện về mặt phát hiện năng khiếu nó cũng sẽ khó hơn một chút. Thế nhưng các bạn trẻ bây giờ thì bộc lộ rất là rõ, có thể bạn nào bạn ấy rất là thích một cái điều gì đó, một cái năng khiếu nào đó thì bạn ấy sẽ bộc lộ từ sớm, hoặc là bạn ấy sẽ tỏ ra rằng là con rất muốn nó và con rất muốn có nó chẳng hạn. Thì em nghĩ cái câu chuyện về mặt tính cách của con, các phụ huynh cũng cần phải xem tức là sát sao với con thật là kỹ để có thể là một là đốc thúc cùng con, hai là sẽ định hướng cho con. Không biết là chị Bình nghĩ như thế nào? Thật ra với chị thì chị thấy rằng là cái câu chuyện trẻ có chủ động học hay không thì nó nằm ở một cái vấn đề là chúng ta có giúp cho con cảm thấy hứng thú với việc học hay không. Nhưng ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã cùng nhau bàn đến vấn đề này rồi, đúng không ạ? Bàn đến câu chuyện là chúng ta sẽ cần chuẩn bị cho trẻ những cái gì để có thể bước vào một năm học mới. Và chúng ta cũng đã nói về cái việc là chúng ta sẽ cần phải giúp cho con cảm thấy vui vẻ, tự tin và khiến cho câu chuyện đi học mỗi một ngày là một niềm vui, chứ không phải mỗi ngày là một sự căng thẳng. Và đó cũng sẽ là một trong những cái vấn đề để giúp cho trẻ có thể chủ động hơn khi mà ngồi bàn học. Bởi vì là khi mà con muốn ngồi vào bàn học thì con sẽ phải cảm thấy nó vui vẻ. Chứ nếu như mà với trẻ con cái gì không vui, cái gì không hấp dẫn thì chắc chắn là chúng nó sẽ từ bỏ kể cả việc học. Và đặc biệt đối với một số trẻ, nếu như mà cái kiến thức của năm học trước nó bị rỗng, bị hỏng và năm học này trẻ bị hụt hơn so với các bạn thì chắc chắn là trẻ không cảm thấy vui vẻ và cũng không chủ động để học tập. Chính vì thế mà cái câu chuyện là chúng ta cần phải tạo ra được cho con một cái không gian mà trẻ cảm thấy thoải mái, một cái tinh thần phấn khởi, và hơn nữa là không có áp lực về việc học hành hay điểm số, thì có lẽ đó cũng là cái điều quan trọng nhất. Và ngoài ra chúng ta cần phải chuẩn bị những điều gì nữa thì ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với cuộc trò chuyện của phóng viên chương trình cùng với chuyên gia giáo dục Nguyễn An Thanh. Xin chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị khán giả trở lại với chuyên mục làm cha mẹ của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, với các bậc phụ huynh cha mẹ thì ai cũng mong muốn con cái của mình chăm ngoan và học tập tốt. Và cái việc mà các con tự giác trong cái việc học tập là điều mà ai cũng mong muốn, để các con có thể là trau dồi kiến thức cho bản thân mình. Tuy nhiên thì không phải là đứa trẻ nào thì cũng nghe lời bố mẹ, thậm chí là tự ý thức trong cái việc học tập của mình. Vậy thì làm sao để giúp cho con tự giác trong học tập? Chúng ta hãy cùng gặp gỡ chuyên gia dược Nguyễn An Thanh để được cùng chị chia sẻ về vấn đề này. Xin chào chị Nguyễn An Thanh ạ. Chào Kim Thoa, xin chào các quý vị khán giả. Vâng, thưa chuyên gia, có thể thấy là chúng ta rất dễ là bắt gặp những cái hình ảnh như là hàng tối thì bố mẹ kèm cặp con cái học tập, hoặc là cái việc mà bố mẹ luôn luôn ngồi cạnh cùng con trong cái quá trình mà các con làm bài tập về nhà rồi làm tất cả những cái công việc mà được giao ở trong lớp. Thì đây liệu có phải là một trong số những nguyên nhân khiến cho cái việc mà các đứa trẻ nó thiếu đi cái tính tự giác trong công việc học tập của mình hay không ạ? Đúng rồi. Sau rất là nhiều năm mà chúng tôi đã từng tiếp xúc với các phụ huynh, và đặc biệt các phụ huynh ở Việt Nam ấy, thì cái tình trạng mà hàng đêm các phụ huynh phải ngồi kè kè bên cạnh con là diễn ra rất là phổ biến. Và tất cả các chuyên gia bên giáo dục cũng đã từng nhận định rằng nếu như nền giáo dục của Việt Nam mà vẫn còn cái tình trạng cha mẹ ngồi kè kè bên con như thế, đó là một cái thất bại của giáo dục. Và các phụ huynh chúng ta nên ý thức được để là chỉnh sửa làm sao để tốt nhất cho chính bản thân mình và tốt nhất cho cả bản thân của con nữa. Cái hệ lụy khi mà ngồi kè kè đó thì tôi có thể chỉ ra một vài những cái như sau. Đó là khi mà các bậc phụ huynh ý, ngồi kè kè bên cạnh con thì vô hình dung sẽ tạo cho con cái tính ỷ lại. Con sẽ ỷ lại vào cha mẹ, có cha mẹ nhắc thì con mới học, còn nếu cha mẹ không nhắc con sẽ không học. Thậm chí cha mẹ vừa đi ra ngoài một cái là con đã sẽ bị mất tập trung ngay. Vậy thì hệ lụy ở đây là dẫn đến trẻ thường xuyên sẽ bị mất tập trung.
con sẽ không có trách nhiệm, không có ý thức về cái việc làm, cái công việc của mình, rồi là khiến cho con sẽ bị mất tự lực trong học tập. Vì sao lại mất tự lực, vì sao lại mất tập trung? Thì tôi cũng có thể giải thích với lại các quý vị phụ huynh cũng như Kim Thoa là các quý vị phụ huynh phải hiểu rằng là mọi thứ lúc đó con nghĩ là đã có bố mẹ mình lo sẵn rồi. Mình có làm sai, ví dụ mình biết chữ O chẳng hạn, nó là cao 2 ô ly, nhưng mà bây giờ mình biết cao 3 ô ly thôi, mình cứ viết phóng tay như thế đi. Nếu mà sai là đã có mẹ bên cạnh, mẹ phăm phăm mẹ cầm cục tẩy để mẹ tẩy cho mình ngay rồi. Thì làm sao mà mình lại phải cứ tập trung viết cho đúng? Làm sao mà mình lại cứ phải tập trung để mà ngồi, để mà thật là ngay ngắn? Vì nếu mà mình còng lưng một chút là đã có mẹ rồi. Và cái sự ức chế như thế thì nó càng dẫn đến cho con trẻ cái mất động lực trong học tập. Vâng, thưa chuyên gia, vậy thì để rèn luyện cái tính tự giác cho con thì chúng ta nên bắt đầu trong cái giai đoạn nào và cái độ tuổi nào thì sẽ là quan trọng nhất để mình có thể là cho con cái rời xa vòng tay của mẹ đấy ạ, để con được rèn luyện cái tính tự giác trong học tập của mình? Để rèn cái tính tự giác cho các con ấy, thì theo như tôi chúng ta nên rèn càng sớm càng tốt. Và chúng ta phải phân biệt rõ giữa rèn tính tự giác trong học tập và tính tự giác ở mọi hoạt động thường ngày. Chúng ta đang đề cập đây là vấn đề tự giác trong học tập, nhưng tôi vẫn khuyên các phụ huynh là chúng ta không nên tách biệt. Vậy thì cái độ tuổi tốt nhất để cho các con có thể rèn tính tự giác trong học tập theo như nghiên cứu khoa học là độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi là tuổi để các con bắt đầu tiếp nhận những kiến thức từ trường học. Nhưng để trước cái thời gian đó thì chúng ta nên rèn cho con tính tự giác cho các hoạt động hàng ngày, ngay cả từ trước khi con 3 tuổi. Giả dụ như đã rèn cho con từ ngày con còn nhỏ, con mới hơn 1 tuổi chẳng hạn, là tự giúp ăn đấy, hoặc là con sẽ tự đi cất dọn đồ chơi, con sẽ tự đi cất dọn những cái đồ dùng của mình sau khi mà mình ăn xong, hoặc là sau khi mà mình đến nhà bạn mình chơi chẳng hạn. Vâng, có lẽ là cái việc rèn luyện con sớm thì nó mang lại cái hiệu quả cũng sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Vậy thì với bản thân các bố mẹ phụ huynh thì Kim Thoa thấy là có rất là nhiều những ông bố và mẹ, mặc dù là họ muốn tốt cho con, họ làm rất là nhiều những hành động cho con, tuy nhiên thì họ cũng mắc phải những cái sai lầm trong cái quá trình mà rèn luyện cái tính tự giác cho con trẻ. Vậy thì không biết có những cái sai lầm nào của bố mẹ mà khiến cho con mất dần đi và có tính ỷ lại cao hơn không ạ? Trong quá trình nuôi dạy con thì không phải riêng ai, ngay cả chính bản thân tôi cũng đã từng mắc rất là nhiều sai lầm trong cái quá trình dạy hai cậu con trai của mình. Nhưng quan trọng là chúng ta sẽ biết nhận ra cái sai ở đâu để chúng ta điều chỉnh làm sao cho phù hợp nhất. Thì tôi thấy những cái sai lầm mà các phụ huynh ấy hay thường gặp phải trong quá trình rèn cái tính tự giác cho con, cái đầu tiên là chính bản thân của mỗi phụ huynh, thậm chí cả ông bà, đều chưa tự giác. Chúng ta mà chưa tự giác thì không thể đòi hỏi con chúng ta tự giác được đâu ạ. Trong khi tư tưởng của bố mẹ ông bà lúc nào cũng hăm hở, thậm chí quát tháo, áp đặt là con phải thế nọ, con phải thế kia đi. Nhưng cụ thể trong giờ học của các con, có rất nhiều bố mẹ sẵn sàng vẫn cứ sử dụng các thiết bị công nghệ điện tử. Mà sử dụng những thiết bị đó không phải là để đáp ứng cho công việc của mình, mà rất nhiều các bố mẹ lại sử dụng để nhằm mục đích là giải trí thôi. Thì bố mẹ lại còn muốn để giải trí bằng các công nghệ như thế thì không thể đòi hỏi con của mình có thể tự giác được và ngồi ngay ngắn như cái mong cầu của bố mẹ được. Đấy là cái sai lầm đầu tiên khi mà chính bản thân của mỗi phụ huynh không hề tự giác. Cái sai lầm thứ hai là phụ huynh lại đánh đồng giữa cho con tự giác và thả lỏng con một cách quá mức. Cái ranh giới giữa thả lỏng và cái tự giác nó rất là mong manh. Có những bố mẹ để hoàn toàn bảo không, con phải tự giác đi chứ, con phải lớn rồi, phải thế nọ, phải thế kia đi. Nhưng tôi vẫn khuyên bố mẹ nên bình tĩnh lại. Chúng ta cho con chúng ta tự giác trên cơ sở vẫn phải có sự định hướng dẫn dắt của mỗi một bậc phụ huynh. Và cái thứ ba nữa, trong cái sai lầm mà các bậc phụ huynh hay thường gặp phải, đó là thường tách rời giữa tự giác trong học tập và tự giác trong những cái hoạt động sống thường ngày. Thì khi mà tách rời như thế thì cái quá trình để cho con mình rèn luyện nó cũng sẽ không được hiệu quả và nó cũng sẽ không được bền lâu. Vậy thì thưa chuyên gia, vậy thì làm cách nào để có thể giúp cho con trẻ coi việc học là một cái sự tự giác, là một niềm yêu thích, thay vì là một sự bắt ép và khiến các con không còn yêu thích cái công việc học của mình nữa?
có rất là nhiều những cái phương pháp để có thể giúp cho con của chúng ta tự giác và yêu thích việc học hơn. Tôi có thể đưa ra một số những cái kinh nghiệm trên cơ sở mà bản thân tôi cũng đã từng trải qua, và tất nhiên cũng dựa trên cái nền tảng của tâm lý học. Đó là đầu tiên, để cho con yêu thích được việc học thì chúng ta phải biết lồng ghép. Chúng ta lồng ghép và có một cái công thức người ta gọi là bánh mì kẹp giáo dục. Chúng ta lồng ghép học ở mọi lúc mọi nơi. Chứ các phụ huynh đừng nghĩ rằng cứ phải ngồi vào bàn học, cứ phải viết chữ O, chữ A, phải làm các phép tính, hoặc là đối với trẻ cấp 2 phải làm văn, phải làm những bài đạo hàm tích phân thì đó mới là học. Mà chúng ta phải lồng việc học ở mọi lúc mọi nơi thì con chúng ta sẽ không cảm thấy bị áp lực, và khi không cảm thấy bắt áp lực thì con sẽ yêu thích việc học thôi. Tiếp theo nữa, đó là chúng ta phải tạo một cái môi trường sống cho con. Để con thích thì đương nhiên là môi trường sống nó vô cùng là quan trọng. Vậy môi trường sống ở đây là những gì? Môi trường sống ở đây thì con chúng ta đã có một cái không gian tốt chưa? Bố mẹ, người thầy đã tự giác chưa? Bản thân người thầy mà con chọn, bản thân bố mẹ, bản thân ông bà đã tự giác chưa? Đã có yêu thích việc học không? Có yêu thích đọc sách không? Mà bây giờ lại muốn cho con nhà mình đọc sách. Vậy thì vấn đề ở đây là bố mẹ cũng phải có tinh thần yêu thích học cùng với con, yêu thích đọc sách cùng với con. Vì quan điểm của tôi, học không phải chỉ làm bài toán, bài văn không, mà con có cái văn hóa đọc, cái tinh thần đọc. Tiếp theo nữa, đó là nhóm bạn của con. Con chơi với những người bạn mà không có hứng thú trong học tập, các bạn ấy cũng rất là nghịch ngợm, các bạn ấy rất là lười biếng, mà các bạn ấy suốt ngày các bạn ấy co có cậu cọ và nói đến học là các bạn ấy vùng vằng, thì con chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng từ những người bạn đó. Nên đây cũng là một trong những tác nhân về môi trường mà bố mẹ chúng ta cần phải lưu ý. Một cái cuối cùng mà tôi thấy nó vô cùng đó là quan trọng, đó là để con yêu thích thì các quý vị phụ huynh cần phải biết cách thấu hiểu con, lắng nghe con, làm bạn với con, đồng hành cùng với con. Giả dụ như là khi mà ở nhà dạy con học thì chúng ta hãy biết tiết chế cảm xúc, và chúng ta luôn còn trao cho con những cảm xúc tích cực, luôn ôn hòa, luôn nhẹ nhàng, luôn thả lỏng, luôn kiên trì cùng với con, và đặc biệt là luôn khen ngợi con. Thậm chí có những cái mà con làm chưa tốt chúng ta vẫn cứ khen đi, vì là con tốt hơn cái chữ ngày hôm qua là được rồi mà. Rất là cảm ơn chia sẻ của chuyên gia An Thanh.